Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop sách tay shop. Trước mặt chúng ta là top 5 mẫu laptop dành cho khối văn phòng chứng khoán trong tháng 4 2024 này. Chúng ta có gì? Ở đây hầu như những cái mẫu rất là thời thượng, trong phân khúc chỉ tầm 14 đến 20 triệu. Đầu tiên chúng ta có Dell Latitude 7430 và chúng ta có đến từ HP một phân khúc cao cấp 845 G8 hoặc là một siêu cao cấp có đến từ NV lật xoay của HP. Rồi ở Dell nữa chúng ta sẽ có một chiếc Latitude thuần về độ bền 7440 và một chiếc laptop cuối cùng là Inspiron một cái màu xanh lam 14 7435 lật xoay 2 trong 1. Nó phù hợp với rất là nhiều bạn có thể gọi là tương tác bất cứ điều gì xoay 360 với khách hàng của chúng ta. Tại sao tôi chọn 5 mẫu này? Cả 5 mẫu này nó đều có một cái điểm chung, đó là tính bảo mật rất cao. Nó có thể an tâm cho bạn trong một thời gian làm việc, cũng như là giữ gìn cho bạn, nó giống như một cái sắt của bạn. Nó được bảo mật như vậy, rất là nhiều lớp từ vân tay cho đến camera. Ngoài ra, đây là những mẫu rất đẹp về ngoại hình, nó phù hợp để chúng ta có thể tự tin đến một cái quán cà phê. Chúng ta có thể ngồi uống ly cà phê, chúng ta có thể lướt chứng khoán, hoặc là chúng ta ngồi với khách hàng, chúng ta cũng cần có một cái máy xịn sò tí xíu, nhưng mức giá nó vừa phải. Bởi vì trong phân khúc này là mức giá rất là bình dân. Ngoài ra thì cái option cao hơn nữa là vượt khung 30 đến 50 triệu chúng tôi vẫn có, nhưng hôm nay tôi chọn cho các bạn trong tháng này, tháng 4 này là những cái mẫu tiêu biểu nhất mà các bạn cần phải có để chọn lựa cho cái năm nay. Chiếc laptop mà khối tài chính chứng khoán quan tâm là một những dòng máy cần phải có bảo mật cao nhất có thể. Những dòng laptop thông thường chúng ta đều biết rằng tối đa chỉ có hai lớp bảo mật, là một cái bảo mật vân tay và hai là bảo mật trên cái Windows. Chiếc laptop trước mặt chúng ta nó sẽ đến 4 lớp bảo mật mà các bạn cần thiết. Xin được giới thiệu Dell Latitude 7430, một cái form máy rất là gọn, vừa phải trong tầm tay. Latitude là một trong những phiên bản đứng đầu thế giới ngày nay về khối văn phòng khá cao cấp, dòng Series 7. Thì ở đây một chiếc laptop với cấu hình cao có i7-1255U, bạn có thể turbo lên đến 4GB là rất lớn nhé. Như tôi vừa nói, bảo mật trên chiếc laptop này vô cùng đặc biệt. Từ bảo mật vân tay, một chạm trên power, bạn có thể thấy rằng IR ở đây quét mặt chúng ta bởi vì nhiều cái cảm biến ở đây. Lớp thứ ba là chúng ta set password. Lớp thứ tư chúng ta có thể lock cái camera này lại, nó sẽ tắt luôn cả tính năng camera và micro. Điều này là rất quan trọng bởi vì nếu như ai đó hack vào được thì họ sẽ lấy sạch những cái của chúng ta và chúng ta sẽ không biết họ sẽ làm gì với dữ liệu của mình. Cho nên giá thành của những chiếc laptop này nó phải không bao giờ bằng những chiếc laptop phổ thông của chúng ta được. Nó phải từ mức giá từ 20, 22 cho đến 30 triệu là rất bình thường. Thì ở đây tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự quan tâm, quan trọng về những cái bảo mật dữ liệu, về độ bền của máy, máy có thể chạy xuyên suốt cả chục tiếng đồng hồ, thì hãy chọn những chiếc laptop Latitude như thế này. 7430 là một phiên bản đáng để quan tâm trong khối tài chính nhé. Chiếc laptop tiếp theo là HP phân khúc ProBook, với tên gọi đầy đủ là HP ProBook 845 G8. Sở dĩ mà tôi chọn chiếc laptop này bởi vì nó quá đẹp, nó trọn vẹn, gọn gàng, đầy đủ những yếu tố quan trọng. Và đặc biệt bàn phím cấu trúc này là một loại rất đặc biệt mà được cả nước Mỹ yêu thích chứ không phải chúng ta đâu nhé. Khi bạn nhìn kỹ sẽ thấy cái nút rất đẹp và bảo mật rất là cao. Đó là những việc quan trọng mà những người làm tài chính, kế toán hoặc là những bạn làm chứng khoán rất cần. Khối văn phòng luôn luôn chọn những cái mẫu đến từ EliteBook hoặc là ProBook của HP, bởi vì nó đạt cái độ bền rất là cao, vỏ hợp kim, thân nhẹ nhàng, cấu trúc bàn phím là tiêu chuẩn số 1 thế giới. Và ở đây bảo mật vân tay cho một cái nút vuông này là một lớp ha. Lớp thứ hai chúng ta có thể lock camera, lớp thứ ba chúng ta set password. Như thế nó sẽ an toàn cho cái người dùng. Khi các bạn chơi chứng khoán một hợp phiên thôi, tôi nghĩ các bạn có thể sơ dịch lên xuống từ vài chục triệu đến vài trăm triệu. Cho nên tôi nghĩ rằng một chiếc laptop nó có quan trọng không? Nó rất quan trọng. Một nhịp thôi, một nửa giây thôi, chúng ta đã thay đổi được cuộc đời rồi. Biết bao nhiêu cái cổ phiếu chúng ta lên xuống. Cho nên tôi nghĩ rằng cái giá trị của nó mang lại chúng ta mà chúng ta không nhìn ra, nên cái việc đầu tư cho nó là rất quan trọng. 15 đến 17 triệu bạn có thể chọn một chiếc laptop ProBook này với CPU Ryzen 5 Pro 5650U. Dòng Pro nó sẽ có cái tốc độ mạnh hơn dòng thường nhé. Ở đây là 2GB có thể turbo lên đến 4GB 2 6 core 12 luồng. RAM có sẵn là 16GB DDR4 với ổ cứng M2 SSD, là một loại ổ cứng có thể tăng tốc độ rất là cao mà cho mức giá vừa phải. Tôi nghĩ đây là một laptop hài hòa
mọi yếu tố để chúng ta có thể an tâm lựa chọn một chiếc laptop để chơi chứng khoán, cầm đi giao dịch với khách hàng hoặc là bạn là một nhà đầu tư, bạn có thể an tâm trên chiếc laptop ProBook này. Kế đến chúng ta sẽ xem qua chiếc laptop HP cao cấp NV. Ngành tài chính chúng ta quan trọng nhất đó là bảo mật. Một chiếc laptop bền là phải có, nhưng bảo mật nó cũng là quan trọng. Thì ở đây cái vẻ đẹp của chiếc laptop chúng ta đã biết rõ rồi, nó rất là dễ thương. Lớp bảo mật sẽ gồm có nhiều lớp, trong đó bảo mật vân tay ở cái ô vuông này, bảo mật trên camera và bảo mật trên password. Sẽ là 3 lớp bảo mật. Chúng ta an tâm rằng xếp 3 món này vào, nó sẽ giảm thiểu được rủi ro rất là nhiều. Ngoài ra, đối với ngành tài chính chúng ta có thể sử dụng bàn phím cũng nhiều, thì HP NV là một sự lựa chọn đáng để chúng ta có thể để ý đến, bởi vì cái cấu trúc nút rất đẹp. Ở Mỹ thì họ chuộng cái dòng NV rất là nhiều, do cái bàn phím của họ rất là thoải mái nè. Nó sẽ cho phép chúng ta gõ, không có chạm nhiều, đặc biệt các cái số liệu. Ngành tài chính chúng ta quan trọng và tốc độ, và nó phải hợp lý về cái điều kiện chúng ta có thể sử dụng xuyên suốt một buổi làm việc ít nhất là 5 giờ cho đến 8 giờ đồng hồ, thì dòng này sẽ đáp ứng tương thích những cái điều kiện trên. Trong đó thì cấu hình hiện tại có hai option i5 hoặc i7 để bạn chọn lựa. Với chiếc laptop mà chúng ta là i5 series đầu mượt 3, nghĩa là 1335U, 3GB lên đến 4GB turbo và ổ cứng rộng rãi là 512GB M2 PCL, sẽ cho phép chúng ta lưu trữ khá ổn. Chúng ta có thể nâng lên đến 1T cũng được nhé. Điểm quan trọng mà các bạn cần giải trí khi chúng ta sau một buổi làm việc tài chính, thì chúng ta có thể ứng dụng những cái chơi game hay là những cái giải trí âm thanh, âm nhạc, coi phim. Thì ở đây sẽ là một màn hình cảm ứng lật xoay 360 độ như thế này, để chúng ta có thể chọn trực tiếp. Khi chúng ta lật ngược thì cấu trúc bàn phím bên phía sau sẽ hoàn toàn tắt đi, và chúng ta chỉ sử dụng thao tác tất cả bằng bàn phím ảo bên dưới này. Nó khá tiện lợi, giống như máy tính bảng iPad của chúng ta. Đây là một sự lựa chọn ưng ý nhiều nhất mà trong năm qua chúng tôi đã bán rất là nhiều. Và năm nay tôi dự kiến mẫu này sẽ là vẫn là đứng đầu. Với mức giá tầm 17 đến 20 triệu, chúng ta có thể chọn lựa HP NV X360 cho khỏi tài chính văn phòng mình nhé. Chiếc laptop kế tiếp tôi muốn giới thiệu với chúng ta là một phân khúc khá cao cấp đến từ hãng Dell. Sẽ được giới thiệu Dell Latitude 7440. Nó sẽ phù hợp với tất cả các anh chị nào làm tài chính, chứng khoán liên quan đến số liệu. Đây là một dòng khác hoàn toàn với tất cả những dòng thông thường mà chúng ta đều biết, từ cái vỏ ngoài hợp kim, và không phải nó vì cái cấu hình mà nó vì cái lớp bảo mật rất là cao. Những ai làm chứng khoán sẽ hiểu rõ điều này, những ai làm tài chính ngân hàng sẽ rất là cần thiết cái này. Đó là bảo mật. Nếu như ai xâm nhập vào máy của chúng ta thì nó giống như bạn đưa cái chìa khóa cho người kẻ trộm nó bước vào nhà mình. Chính vì vậy, lớp bảo mật luôn luôn là quan trọng nhất. Đầu tiên, một lớp bảo mật vân tay trên cái power. Lớp bảo mật thứ hai là IR, nó sẽ quét cái mặt chúng ta. Và lớp bảo mật thứ ba nữa là lock cái camera lại. Nó sẽ bảo vệ chúng ta không bị xem, không bị ghi âm, hầu như là cả bảo vệ trên main nữa. Đó là cái giá trị mà Series 7 của Latitude sẽ mang lại cho chúng ta. Điểm thứ hai, một chiếc laptop có cả màn hình cảm ứng, và cùng với nó là một cái RAM lên đến 32GB. Thông thường những dòng laptop chúng ta đều biết đó, nó phổ thông từ 8GB tới 16GB thôi. Nhưng trong máy này đang có sẵn dòng DDR5 4800 và 32GB nữa, rất là lớn. Loại màn hình trước mặt chúng ta cũng không phải là màn hình thường, Full HD cộng dòng Ultralight là một cái loại công nghệ cao nhất mà hãng Dell đã cố gắng đưa vào màn hình này. Và cả 3-4 người ngồi chung với nhau vẫn có thể tương tác, nhìn rõ các điểm mạnh do có công nghệ IPS, độ nit sáng lên đến 400 luôn. Hầu như những yếu tố vừa qua nó chưa đủ hết để chúng ta cảm nhận hết về chiếc laptop này. Đây không chỉ là một chiếc laptop bình thường, mà nó có cả những công nghệ mới nhất đã được đưa sâu vào bên trong chiếc laptop này. Và đó là lý do tại sao bạn cân nhắc có nên chọn laptop này hay không. Trong phân khúc từ 24 đến 27 triệu thì chúng ta có thể quan tâm đến khối này, Latitude 7440 nhé. Chiếc laptop tiếp theo, một chiếc laptop đến từ hãng Dell Inspiron, rất đẹp. Chiếc laptop này nó khá phù hợp với những ai làm văn phòng, chứng khoán, tài chính. Tại sao? Tôi nghĩ trong mức giá tầm 15 đến 20 triệu, đây là một chiếc laptop nó hài hòa nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là một cái màn hình cảm ứng đa điểm. Và khi làm những cái ngành nghề như chứng khoán, chúng ta cần bảo mật rất là cao, bởi vì nếu ai xâm nhập vào máy chúng ta thì hết sức nguy hiểm. Cho nên dòng máy này chúng tôi chọn bởi vì nó có bảo mật một chạm bằng vân tay trên cái nút power. Ngoài ra thì bảo mật thứ hai, chúng ta có thể lock camera lại thì nó sẽ không được ghi âm cũng như là quay cái mặt chúng ta, để sau này họ có thể sử dụng tư liệu này, rất là nguy hiểm nhé. Lớp thứ ba chúng ta xếp ở trên cái window một lớp bảo mật nữa.
tôi nghĩ nó sẽ an toàn. Một cái thân máy gọn 14 inch, bạn có thể ngồi, nếu chúng ta là người chơi thì chúng ta cũng có thể tương tác trực tiếp bằng ngón tay. Hoặc các bạn là seller, các bạn là những người trình chiếu cho cái khách của mình xem, thì tôi nghĩ rằng nó cũng khá tiện lợi để có hai người khách hàng và mình có thể ngồi tương tác với nhau. Điều quan trọng nữa là wifi, cái tốc độ nó quan trọng. Nếu như wifi chỉ cần chậm nhịp thôi thì tôi nghĩ rằng các bạn làm chứng khoán sẽ rất ảnh hưởng. Vì thế đây là một chiếc laptop có hội tụ được khá nhiều điểm, từ màn hình cảm ứng tiêu chuẩn 16:10, nó khá tương thích với cái định dạng chung cái tiêu chuẩn đời mới ngày nay. Camera rất là rõ, wifi bắt rất là mạnh, có cả bluetooth đầy đủ hết tất cả những cái cổng kế bên. Ở đây thì chúng ta có thể chọn lựa CPU giữa Ryzen 5 hoặc là Ryzen 7. Với Ryzen 5 thì sẽ đi với CPU là 7530U 2GB và có thể turbo lên đến maximum là 4.5GB, rất là cao, 6 con 12 luôn, 16 MB. RAM đi cùng với nó là khoảng 8GB, tôi nghĩ rất là ổn trong dòng đời mới, với ổ cứng 512 PCIe M2. Màn hình ở đây xin nói thêm rằng đây là một màn hình Full HD cộng chứ không phải là màn hình Full HD thường, cho nên độ phân giải nó sẽ nét hơn. Cảm ứng độ sáng 250 nits như vậy là phù hợp, khá tiêu chuẩn. Máy rất là nhẹ nhưng mà pin cầm rất là lâu, nó dao động tầm chỉ 1.5 kg thôi. Pin là 4 cell, chúng ta có thể chọn cái mẫu này trong phân giá 15-20 là rất là phù hợp cho những ai có thể gọi là chuẩn business về stock ha. Vừa qua chúng ta đã tham khảo lược sơ qua 5 mẫu laptop mà tháng 4 này các bạn có thể lựa chọn cho khối văn phòng vừa đẹp, vừa an toàn, bảo mật cao, thanh toát, duyên dáng, 15-20 triệu. Tôi nghĩ đây là những cái mẫu laptop rất là thời thượng trong năm 2024 này mà chúng ta có thể quan tâm. Điểm chung là những chiếc laptop có cái độ bền rất là cao, bảo mật cao và nhẹ nhàng, nó có thể hợp với các bạn nữ rất là nhiều nhé, những cái màu rất là sáng. Ngoài ra thì tốc độ nó quyết định hết tất cả, nó rất là mượt, rất là mạnh, và chúng tôi sẽ là người luôn luôn đứng sau các bạn để hỗ trợ các bạn nâng cấp lên, hiểu về nó. Các bạn xài ứng dụng nào chúng tôi sẽ cố gắng set cho các bạn nhìn thấy và nâng cấp nếu cần thiết. Tất cả những mẫu này đều được nhập khẩu từ Mỹ, nó có những cái độ bền cao hơn hẳn hàng của thị trường, và nó có một sự khác biệt hoàn toàn về những tiêu chuẩn độ bền mà không có một cái thị trường khác nào thay thế được. Nếu có điều gì, nếu như các bạn có điều kiện thì hãy đến showroom tại 3 tháng 2, 617 3 tháng 2. Tại đây chúng tôi có trưng bày sẵn khá nhiều mẫu để chúng ta có thể vừa trực tiếp cảm nhận, cầm trên tay, chúng ta sờ vào, chúng ta xét thử phần mềm. Với sự tư vấn chuyên môn của chúng tôi tin rằng các bạn sẽ nhất định chọn cho mình một chiếc laptop an tâm trong năm 2024 này nhé. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsatayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.